Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AR-15 Royal Dragon, một khẩu súng được tặng free 30 ngày nhân dịp sự kiện Việt Nam được vào chung kết Việt Nam vô địch. Ok, rồi những con hàng đầu tiên của chúng ta. Ui rồi, thằng kia tổng cầm TMP kìa, hay xoài. Vâng, đã bị cào chết rồi, em té đây. Vâng, TMP lên quay tay thùng hàng vẫn chết. Vâng, em cầm AR-15 thì em thấy thế em sợ lắm, em té đi chỗ khác thôi. Với những cái chỗ đầy thị phi không thể đú được. Anh Tơ làm gì đây? Ông mình đã về quê ở ẩn rồi vẫn bị đuổi theo. Hay lắm DM. Úi xổ, chúng mày cứ bơi hết vào đây, tao sợ chúng mày quá cơ. Anh Tơ hứng chó này. Anh Tơ ơi, anh Tơ chim to đã bị cắt chim và đã thành gai rồi. Vâng, bạn ấy sẽ không phải là Tơ chim to như là bình thường được nữa. Bạn ấy đã lên TV rồi, bị cắt chim rồi mà. Rất là thốn, nó làm thái giám thì chỉ được xem TV thôi. Rồi, ơ kìa, vãi, mình cứ tưởng là nó bay qua cơ. Vâng, nó bay qua thì tiếp tục có mạng được lên TV nữa rồi. Lên đấy, đúng rồi. Úi dồi ôi, có thế thôi cũng không nhảy được lên, định mệnh. Hay quá, hay quá. Úi dồi, thằng này máu trâu thế. Đây rồi. Lên đấy, lên đấy. Ok, té rồi. Động xanh, mình thấy nó chạy ngay phía sau rồi. Quả đấy mình chạy không kịp. Vâng, tham quá. Cái quả ở trên ấy, mình cứ nghĩ là mình chạy đến mút rồi, mình sẽ đợi xuống xuống ở dưới mình chém luôn. Thế thích nào chạy cả đoạn đường vẫn không rớt. Vâng, đến phút sau này nó mới rớt. Cày thế. Vâng, quả xử lý hơi bị chậm. Úi dồi, cái thằng giống non kìa, hết cả hồn. Vâng, biến thành Naruto luôn cho nó chất. Phần thân chi thuật. Ơ kìa, what the fuck. Thế đích là headshot nhở. Quả đấy mình dừng rồi, mạng lag thế. Vâng, dạo gần đây thì mạng rất là lag. Hôm nay chúng ta không thể chơi tốt được. Các bạn có xem đá bóng không ạ? Vâng, chắc là chiều này chắc chắn là mình phải xem, nhưng mình không biết là bao nhiêu giờ. Em ai biết thời gian đá thì có thể comment bên dưới clip này. Úi dồi ôi, làm gì mà căng vậy? À, phần thân. Ok, mình cũng rất thích xem. Hồi trước thì mình chả xem bóng đá nhiều đâu. Dạo gần đây thì cái giải này thì Việt Nam đá rất là hay, nên mình bắt đầu chuyển sang xem đá bóng cho nó chất. Vâng, đá cực kỳ hay luôn. Hồi trước đến giờ, hồi bé từ bé đến giờ mình có thích xem bóng đá đâu. Từ cái hồi bé là cũng có thích xem, nhưng Việt Nam đá rất là cùi bắp, mình bỏ xem cái từ hồi đấy luôn. Dồi ôi, bất lực chưa? Làm cái gì đây? Còn đúng hai người. À, móc này. May quá. Tao sợ mày quá cơ. Bơi hết vào đây. Bơi lên đây. Này thì móc lốp này. Làm y tá thì không nên móc lốp nhá. Chúng ta nên đi thẳng thôi, chứ đừng có móc lốp. Úi dồi ôi, không biết thằng Tơ này nó tính làm gì mình. Úi dồi ôi. Hay lắm. Vâng, nhảy lên nhảy xuống. Không lên được. Lên đấy. Bây giờ mình sẽ bắn nhấp nháy rồi để lao lên cận chiến. Vâng, nhanh lên nào. Úi dồi, thằng này máu trâu thế. Úi dồi ôi, không biết nó đã hồi lại cái giáp chưa. Úi dồi, nó hồi rồi. Biến biến không kịp. Vãi xoài. Quả đấy mình đã ấn vào nút biến rồi, nó sao nó không biến ra. Chán thật. Mình thấy nó bật lên một cái là mình ấn luôn mà. Thế không kịp. Đúng là tay không thể nhanh hơn não được. Ê, chứ nhầm, não không thể nhanh hơn tay được. Tay hơn nhanh hơn não, đấy là một điều chắc chắn luôn rồi. Ok, mình có mang theo khẩu lục đồ bò này. Chắc là không dùng, tại vì bắn khẩu AR-15 hay hơn. Úi dồi ôi, AFK kìa. Nó lao đến AFK như một vị thần. Vâng, ghê thật. Úi dồi ôi, cương thi này đâu ra lắm cương thi vậy ta. Vâng, hết cương thi rồi y tá. Cái phòng này đầy đủ hội tụ các chị em chân dài.
Vâng, lại đây, bố mày chém gãy chân luôn ấy. Đấy đấy, đúng rồi. Úi dồi ôi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Ơ kìa, ôi kìa, vãi xoài, vâng thay đạn lâu thế. Thế mới tình được. Vâng thay đạn siêu lâu. Cái này bắn phải cẩn thận nhá. Mình bắn không quen, thay đạn lâu nhỉ. Vâng quả đấy, mà cầm AK VIP thì có khi lại xấy kịp. Vâng thay đạn lâu ấy nhỉ. Một phát này. Úi dồi ôi, chém con cáo không trúng mà nó chém sấp mặt lờ. Còn 35 tiết. Rồi té. Biết ngay mà. Vâng, nó sẽ không kìm được lòng mà sẽ nhảy xuống cho xem. Úi dồi ôi, sấp mặt lờ. Ok, mình sẽ tiếp tục ở trận khác nha. Trận lúc nãy thì mình làm tơ, nhưng bọn kia thẩm du đông quá, nó bắn mà nó bị cào ấy thì nó sẽ lên hết trên thùng hàng với lại bàn thờ để nó đứng cơ. Bọn này chơi gian xảo thật ấy. Chơi thế thì thằng nào cũng khôn như thế thì giống bay đâu mà bắn. Úi dồi ôi. Tuy nhiên đứng quay tay bị cầm tơ. Đen, chỉ có thể là đen thôi. Nhưng đỏ thì vẫn vậy. Chúc bạn may mắn lần sau. Té thôi. Úi dồi ôi. Ơ kìa, nó AFK luôn ạ. Vâng, bọn thẩm du ơi, chỉ những người đi săn mới biến tơ mới cố gắng thôi. Chứ mấy cái thằng thẩm du như này ấy, nó ngồi nó an nhàn, nó xem tivi thôi. Thực sự nó không muốn chơi đâu. Trừ phi nó lên được cái thùng hàng rồi, hay là cái bàn thờ nó quay tay được thì nó mới bắn thôi. Bọn này biết ngay cái bản chất của nó rồi. Chúng ta sẽ chém chết nó. Này. Úi dồi, hai con luôn. Đéo biết chém con nào. Con này trước đi. Rồi, đến lượt con này. Úi dồi, từ từ nhá. Đừng bắn, ok. Hai con lợn này nó phải nằm xuống rồi. Chỉ biết ăn với ngủ rồi. Chả biết bắn gì, à chả biết cào gì. Mr. Tùng này. Úi dồi, AR-15 nó mạnh quá. Éo đỡ nổi. Rồi. Ơ, lao vào đấy nó không cào được. Bị mệnh. Chơi tung bay kiểu gì vậy ba? Hay quá, rồi cào được rồi. Tuyệt vời. Hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Ơ kìa. Đầu dây. Ơ nhấp nháy nó để thằng khác ăn. Khốn nạn thế là cùng. Rồi, chạy lông nhông như chó chết con này. Rồi, ra sau này để lừa tình chém cận chiến à. Anh em đâu, ra đây ấy. Đúng rồi. Này thì y tá này. Ra đấy. Tao sợ mày quá cơ. Úi dồi ôi. Ơ kìa. Đấy. Gì mà căng vậy. Làm gì mà căng vậy. La liếm tí thôi mà. Ây à, thiệt là khổ. Tao sợ chúng mày quá. Té thôi, mày kêu rồi. Ok, hết giờ rồi, đố cái gì nữa. Tân giơ bay giỏi nhất, Mr. Tùng, tuyệt vời. Mấy thằng khác thì nó AFK hết bà rồi. Còn mỗi thằng đấy chơi lấy cái top không khó. Mong trận này sẽ có nhiều giơ bay, trời ơi. Mấy ba chơi hại não VL. Vâng, thằng thì AFK, thằng đi thẩm du. Làm đéo thì có súng, có zombie bài bắn đi rồi. Đấy. Nên lên án những anh em chơi zombie bài không tốt. Úi dồi, mình thích. Anh tôi, mình thích nào. Úi dồi, thằng này kia nó điển chuyển sang y tá kìa. Thôi, tha em, không đủ đâu. 36 kế chuồn là thượng sách. Lấy đấy. Lung linh là phải lên luôn. Úi dồi ôi, sao rớt xuống này. Lên. Úi dồi ôi. Xuống luôn. Kìa, sau lưng kìa. Úi, khẩu này mà dã vào đầu thì ok. Còn bắn vào người thì nó rất là yếu. Còn dã vào đầu thì tầm đam 300-400 thôi. Cảm giác như bắn đam bằng một khẩu lục vậy. Chắc là mình bắn không quen. Một phát này, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Vãi xoài.
Sao không để mình ăn luôn đi? Vâng, nó cào má nó cái da mà không giết được. Khốn nạn thật đi. Mày lại đây. Mày lại, ui dồi mày quá. Vâng, không nên thay đạn bởi những file như này. Nó rất là dã man. Nó làm người ta hết cả hồn. Ơ, thằng tơ ao à? Vãi xoài. Đúng cái khúc quan trọng thì nó ao thì còn gì là chơi nữa. Ơ kìa, nhấp nháy kìa. Này thì nhấp nháy này. Này thì nhìn đi đâu. Ấy, cái tội. Cứ tưởng là không có ai xung quanh cơ. Vâng, mình sẵn sàng mình lao vào cận chiến nếu bạn nhấp nháy. Thế thôi. Vâng, trên PC thì người ta hay bắn nhấp nháy rồi thả. Còn đây thì người ta giết luôn. Chứ không có nhấp nháy người ta không thả đâu. Đấy, nhấp nháy là phải giết luôn cơ. Trên KS mạng thì nó phải đạt đến cái đẳng cấp thượng thừa rồi. Đây rồi. Đây rồi, ok. Cái gì vậy? Hồi sinh phía sau. What the fuck? Nhanh vậy ba. Trời ơi. Công nhận truyền thuyết tay nhanh hơn não là có thật. Mệnh nó mới hồi sinh một cái thôi. Chạy không kịp ý. Thằng dã man.